Cô thấy đông người sao? Mệt mệt rồi. Mệt mệt hả? Thấy gương. Dạ. Có ăn uống được gì không? Hả? Có ăn uống được gì không? Không muốn ăn cái gì. Vậy hả? Cái này là tại mình gì không chả. Rồi tối cũng ngủ được không? Ngủ ít lắm. Ngủ ít hả? Nói có vẻ khó khăn ha. Vậy thôi, cô nghỉ đi. Tức là bệnh viện trả về nha. Bác sĩ trả về kêu mình về làm gì làm. Giờ không có vô thuốc được nữa. Cho con hỏi là bác sĩ có nói với mình là cô nhiều được khoảng bao nhiêu thời gian nữa không cô? Chỉ ghi về lo thôi, giờ lắc đầu. Dạ, Thành Nguyên xin mến chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay Thành Nguyên đang có mặt tại 38 An Điểm, phường 10, quận 5 để thấy thăm nhà cô Nhiều. Thì thông tin mà Thành Nguyên nhận được đó là từ chị Thanh Vi báo cho Thành Nguyên rằng là có một cô bị lao phổi, mà bây giờ hai cái lao phổi là bị teo lại rồi. Rồi đang còn bị viêm gan siêu vi B, và tất cả những thuốc kháng sinh vào bây giờ là đều bị kháng thuốc và đã bị bệnh viện trả về. Cuộc sống của cô bây giờ phải dựa vào cái bình oxy, và một ngày hết một bình như vậy. Mà ba mẹ của cô năm nay cũng bảy mấy gần 80 rồi, và phải đi bán vé số hàng ngày, rồi vay mượn thêm để mua cái bình oxy đó về chạy chữa cho con của mình. Vâng, và để biết được cái hoàn cảnh của cô Nhiều bệnh tật như thế nào thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên để lên thăm hỏi cô ha. Dạ, chào chị. Đây cao ơi. Đưa ra thăm cô Nhiều luôn rồi. Không có hỏi nào biết, đưa ra gặp nhiều á. Đưa qua gặp con Nhiều. Nặng quá. Dạ. Giờ là trời đi thôi. Bệnh viện trả về. Bệnh viện trả về hả cô? Bệnh viện trả về rồi. Dạ. Chào cô. Bình oxy. Đâu đây, đưa ra đây. Con chào cô. Chào chị. Không có chồng con. Cô Nhiều hả? Nó biết con rồi, nó lớn rồi. Đã hỏi con nó lớn nên bị lãng tai uống thuốc nó bị ù luôn. Uống thuốc riết nó bị nó ù luôn. Còn phải nó lớn. Cô là con nuôi. Con nuôi hả? Cô nuôi. Chị họ. Chị họ. Không, cái cô nằm đó không chồng con. Không có chồng con, không có chồng con, nhỏ lớn gì. Dạ. Dạ. Con được chị Thanh Vi nào đó giới thiệu cho con tới đây. Đúng rồi. Dạ. Rồi con mới biết được hoàn cảnh của cô chứ con không biết. Bỏ lắm con, tại bị là hai lá phổi nó bị nghiệp nó chỗ này nha. Lúc trước á nó còn không có chỗ ở nữa. Nó ở Bình Đình á. Cái ai nhà tưởng thì sao, cái người mà ngủ ở phòng này nè mất rồi. Phòng này luôn. Cái phòng này luôn, rồi thành ra biết là bây giờ mới cho nó lại cái phòng này. Mà ai nhà cho ở không được bao nhiêu lâu hết, mà nó bệnh trầm trọng luôn. Mà bây giờ á. Nó bị gì con biết không, hai lá phổi bị teo. Hai lá phổi bị hai teo. Hai lá phổi bị teo hết. Gan thì bị là viêm gan siêu B, là bác sĩ giờ thuốc nào vô không được luôn. Rồi bây giờ nó biến chứng là nó giật, co giật luôn á. Co giật tím người chết liệm luôn. Dạ. Ở đó nó đâu có đen vậy, giờ nó bị đen vậy đó, đen thui uống thuốc vô nó đen xì vậy. Mà bác sĩ bây giờ kêu về là giống như là mình về làm gì làm không có thuốc nào vô được. Bây giờ giống như kháng thuốc rồi đó. Rồi bây giờ con biết không, bây giờ đi vệ sinh cũng như là không có kiểm soát được luôn. Rồi con biết không, bây giờ cái bình ga này rút ra là chết liền. Đây cái bình oxy đó hả? Mà cái bình này á con biết 500.000 bình đó con. Dạ. Nè ngồi đây. Dạ rồi con cảm ơn. Dạ. Nè, mà cái bình ga này á là cả như một bình là 500.000. Dạ. Mà một ngày đó một bình. Một ngày một bình. Một ngày một bình. Mà một cái bình này á mà người ta tới đây người ta không chịu đem lên.
người ta mắc ở trên đây phải đem, rồi nhờ cái thằng kia đem lên, mà mỗi lần nó đem lên nó muốn lần qua ngày mai nó đau cái chỗ này luôn, nó tức cái nặng lắm. Nặng lắm. À, cô ngồi đây đi, cô ngồi đây cho con trò chuyện tí coi. À, có cái quạt nào mà tắt dùng cho con cái nhà, vì nghe nó hơi ồn á. À, cô giới thiệu cho con tí về hoàn cảnh của cô nhiều này trước đó là sao cô? Là vậy. Là hồi xưa đó là nó sống ở trong nhà cũng tội nghiệp lắm, không chồng không con, rồi cái kiểu giống như nó có tật gì đó. Ừ. Nhưng mà trong nhà nói nào ngay, người nào cũng thấy tội nghiệp. Như trong nhà là sai vặt nó. Như ai ở chung cư này á, ở trên đây không có cái gọi là thang máy mà đi thang bộ. Rồi mỗi lần ví dụ ở trong nhà mua cái gì á là nó đi mua. Cũng tội nghiệp. Là cái nhiều này là cũng ở đây lâu rồi đúng không? Cũng tội nghiệp ở đây hồi nhỏ lớn, tội nghiệp. Rồi mỗi lần á đi mua đồ ăn hay gì á là nó như chạy xuống lầu nó đi mua cho người này, nó mua cho người kia. Rồi á ai nhà bây giờ á tự dưng giống như hồi đó đó là còn ông ngoại bà ngoại ví dụ đi. Ông ngoại bà ngoại cũng lo cơm lo nước cho ăn uống. Rồi đó cho chút đỉnh tiền bánh xài. À nhà giờ ông ngoại chết mà chết cách nhau có 40 mấy ngày. Rồi bây giờ cái hoàn cảnh của nó rất tội. Nó mới thấy vậy á, không lẽ bây giờ đợi người này người kia cho tiền, nó mới đi bán giấy số. Đi bán giấy số. Mà bán giấy số mà con biết cái dạng mà hiền quá đó. Cứ bị người ta lường gạt đó, người ta lấy sạch giấy số hết luôn. Mà mỗi lần về khóc bù la bù lo luôn, khóc quá. Rồi ở trong nhà thấy tội nghiệp quá đi. Người này một chút, người kia một chút. Hùng cho lại, mà cứ bị lấy thường xuyên như vậy. Rồi sau này hả? Thấy nó như vậy á, nó cũng bệnh hoạn đùng lên cái nó bệnh nặng là không cho nó đi bán nữa. Nói nào ngay nó đi bán, nó lấy tiền đó, nó uống thuốc uống men. Rồi ai nhà bây giờ nó đùng lên cái nó bệnh nặng vậy thì cái kiểu mẹ nó thì đi bán giấy số. Mẹ nó năm nay cũng 70 mấy mà hai cặp giò con biết ngon đi đó là bị lớn tuổi người đau chân á. Mẹ nó bây giờ đi ngoài đường không biết lúc nào quỵ. Còn ba nó 70 mấy tuổi cũng yếu xìu mà già, thật là già luôn. Ba nó đi làm bảo vệ. Rồi tùng lên cái con biết không, bữa nào á, mà nó bệnh viện mà cho uống cái thuốc nó vô á, là kể những cái đêm đó nó hâm chết cầu 5-6 lần. Phạm Ngọc Thạch á. Có nghĩa là nó giật đồ lên rồi nó tắt thở luôn. Thậm chí tắt thở mà chuẩn bị đem nó đi qua chỗ nhà hoàng á. Tại mình ở chung cư á, đâu có để được. Thì đem nó qua nhà hoàng, tưởng sao mới 5 phút sau sống lại. Rồi người ta còn cự mình nữa. Người ta nói á, tại cái ông đó ông thay đổi ông đi ra rồi mình điện báo cho ông biết là nó không có chết đó. Ông nói mai mốt phải đợi cho chết khoảng 1 tiếng thì mới gọi. Đừng có chết cái kiểu đó mà gọi, mà không có được. Cái đó gọi là chết lâm sàng đó. Mà bây giờ á, không biết tại sao nó có một cái như vậy. Nó bình thường nó không phải là dạng ăn uống nhiều. Nhưng bây giờ là giống như không có uống thuốc. Mà cái dạng đó là dạng giống như thí dụ giờ nó có thuốc vô là cái con vi trùng với thuốc nó giành giật nhau chất bổ. Còn bây giờ là thuốc không có mà chỉ có vi trùng thôi. Cho nên con vi trùng nó vô là nó quất hết trơn rồi. Rồi bây giờ á cứ thậm chí nhiều khi ngồi một chút xíu uống 5 hộp sữa. 5 cái hộp sữa. Uống ha. Rồi bây giờ không kiểm soát được, bây giờ phải xài tả. Mà bây giờ mình thấy vậy, mình muốn tiết kiệm là xài như quần áo gì mà cũ á, lót cho nó. Cô cho con hỏi này, là cô nhiều năm nay là bao nhiêu tuổi cô? 54 tuổi. 54 tuổi, không chồng con. Không chồng nhưng con. Nhưng mà có một mẹ già đúng không? Mẹ già với ông già. Với ông già, mẹ già thì đi bán giấy số, còn ông già thì... Lớn tuổi hết trơn, bảy mấy rồi. Nhưng mà cô ở đây không ạ? Có. Cũng đang ở cái căn nhà này ha. Rồi... tôi tối về cũng qua đây đúng không? Đúng rồi. Tại ổng đi làm tới 10 mà giờ mà bây giờ rồi. Con biết không, bây giờ là kể như là không có đi được rồi. Bây giờ hai cặp giò đó con coi kìa. Cũng như hai cái mía lao đi đâu. Bây giờ đứng dậy là té. Vậy là cô bị nặng là cách đây bao lâu cô? Đổ lại là 5 tháng rồi đó. 5 tháng nay. Rồi là cứ ăn nằm một chỗ vậy hả? Ăn vậy đó. Ăn rồi chăm thì mỗi cô chăm. Cô tại vì ba nó phải đi làm lo tiền đặng mới vô theo hỏi con nằm viện thạch tiền không. Mà bây giờ á tính là xài không có sữa. Bây giờ là tính xài giống như quần áo cũ hả gì lót cho nó. Nhưng mà bác sĩ kêu đừng có làm như vậy, tại biết sao
nếu làm vậy nó nhiễm trùng nó luôn. Chứ lại như vậy nè con, thí dụ bây giờ xài tả, bây giờ bắt buộc rồi xài tả, khi mà nó đi tiểu á, nó không kiểm soát được, hút xuống hết thì ở trên đây nó khô rang, nó không bị lỡ lối người của nó. Con biết gì nữa không? Con biết bị lò chỉ nữa. Bị chỉ nữa. Còn nếu thí dụ á, còn nếu thí dụ mà xài xài khăn hoặc là xài đồ cũ á, xài vải á, thùng đó, thì nó sẽ cái nước tiểu hình như người ta nói là nó mặn ngay sau đó, nó sẽ bị lỡ nguyên cái lưng hết. Thành ra bây giờ ba má nó mới đầu cô bàn là tính mua khăn hay gì á, hay là khăn cũ ở nhà cái nào bỏ ra thì xài cho nó vậy. Hay nhà bây giờ là không có được. Bây giờ mà xài kiểu đó, bác sĩ nói là bây giờ nó phát ra biến chứng tùm lum hết. Bác sĩ về đó, còn lúc trước đã về nè. Là bây giờ hai cái lá phổi là bị teo, hai lá phổi bị teo, viêm gan siêu vi B là cuối như là giống như là nặng luôn á, là thuốc nào không vô hết. Rồi bị co giật mà tiếng người đen luôn đó, rồi chỉ nè, rồi giờ là hai cái giọt không đi được. Mà bác sĩ không có cách nào nữa không? Kêu về nhà tự nhờ đến hiện giờ là không có thuốc nào vô hết. Vô thuốc nào cũng không được hết. Bây giờ là giống như là nó kháng thuốc, nhưng mà con biết không? Trong thời gian như vậy á, là con biết một ngày của nó là bao nhiêu tiền mà ba má nó mượn nợ á. Ba má nó mượn á, mượn cái chỗ này á 5 triệu, chỗ kia 3 triệu, chỗ nọ 5 triệu, chỗ kia 2 triệu để chi? Cứ cái bệnh này nè, cứ tới mỗi ngày là một bệnh. Một ngày như vậy là 500 ngàn. Nhưng mà hai ông bà mà đi bán vé số vậy thì có đủ để lo cái bình này không? Trời ơi, đã nói con nãy giờ ba má nó phải mượn tiền. Bán 100 tờ, vé số là được nhiêu? Má nó bán 100 tờ. Nó làm bảo vệ tới 10 giờ đêm á. Còn nữa. Là tăng lên được 6 triệu. Là con cứ tính đi lời được nhiêu. Mà tháng là phải lo nó nổi cái tình bình oxy này là 15 triệu. Và ngày 500 thì con tính đi. 5 ngàn, 50 ngàn, 500 ngàn ngày thì con tính 1 tháng. Con biết á, bình thường á, thí dụ nha. Cái cháo dinh dưỡng đó, cái cháo dinh dưỡng mình mua cho em bé ăn ở ngoài đường đó, một cái phần như vậy đó là 20 mấy ngàn. Mà bình thường nếu mà nó tỉnh táo là nó không có ăn, tại vì trong đó có cá để ta xay ra nó thành bột rồi, hay có lương ta xay ra rồi, nhưng bây giờ nó đâu có biết gì đâu. Cứ mua về đốt bên kia không? Để cho nó có cái sức chứ. Mà bây giờ nhưng mà đút vào vẫn ăn được đúng không? Thì mình đút á nó ăn nhưng có đôi không khi nó nổi. Không có cầm mút được, nó không mình cầm phải được, phải đút nó mà nó ăn có khi nó nhợn, có khi nó muốn ói, rồi có khi thì nó vô được, có khi nó ra. Nhưng có một cái là bây giờ cái bình này làm như là suốt luôn. Làm Phạm Ngọc Thạch cũng mấy tháng đó. Cái bình này vô Phạm Ngọc Thạch á, bây giờ nói con nghe, nếu nằm ở Phạm Ngọc Thạch thì nó còn tính bảo hiểm. Nhưng mình về nhà nói đó, có ai tính bảo hiểm cho mình? Để cho con hỏi cô tí coi. Con nói không, lớn không, lớn cô. Dạ, cho con hỏi cô á. Cô là con bác hả? Con nó kêu ba cô bằng cậu. À là con cậu. À con cậu. Cô cậu á. Thế cô tuyệt cô nhiều như vậy thì chồng con cô có phần nào cái gì không? Suốt ngày ở đây vậy hả? Bỏ cho chồng. Chồng bỏ, còn con thì lớn rồi, nó có gia đình riêng. Thôi là giờ ở như đi, nhưng thấy em nó tội quá. Rồi bây giờ ba mẹ đi làm không lên. Phải đi lo em. Nó dòm phụ. Dạ. Vậy tính ra cũng công của các cô cũng lớn đấy chứ. Chứ giờ bỏ em sao được. Dạ. Mà con thấy là túc trực như nó vậy đó. Dạ đây kính thưa quý vị. Cô nhiều năm nay là 54 tuổi. Và mang trong mình thì khá là nhiều bệnh, giống như các cô vừa nói thì quý vị cũng đã nghe qua rồi. Hai lá phổi cũng bị teo. Rồi siêu vi B, gan bị siêu vi B nặng. Là bây giờ bệnh viện trả về chứ không có cách nào nữa. Thuốc bây giờ vào là nó kháng thuốc hết rồi. Đó. Mà bây giờ phải mặc bị tã hàng ngày vậy thôi chứ bây giờ là cái vệ sinh là không có tự chủ được cô ha. Nó ra đúng lúc nào rồi, là ra nó ra lúc vậy nào ha? Ra không biết. Nó cái bình oxy này một ngày là một bình 500 ngàn vậy đấy. Hai ông bà lớn tuổi rồi cũng phải đi bán vé số để vay mượn thêm để lo cho cô nhiều, một ngày một bình như vậy đây. Cô thấy đông người sao? Nó mệt rồi. Mệt hả? Có ăn uống được gì không? Hả? Có ăn uống được gì không? Không uống cái gì.
Vậy hả? Cái này là tại bệnh viện chả nhiều. Rồi tối cũng ngủ được không? Ngủ ít lắm. Ngủ ít hả? Nói có vẻ khó khăn ha. Vậy thôi, cô nghỉ đi. Yeah. Tức là bệnh viện trả về nha, bác sĩ trả về kêu mình về làm gì làm, giờ không có vô thuốc được nữa. Cho con hỏi là bác sĩ có nói với mình là cô nhiều được khoảng bao nhiêu thời gian nữa không cô? Chỉ ghi về lo thôi, giờ lắc đầu. Bây giờ là tính bằng ngày thế hả? Tính ngày thôi, nói về là lo lắc có đầu. Có nghĩa là trả về thôi nhưng người ta không nói gì đâu. À, thì nói chung là trả về thì mình cũng hiểu rồi. Mình hiểu. Thì là cái tình trạng bệnh nó thì quá bây nặng. Giờ con tính thì bây giờ về nhà. Mà thấy tội nhất là chỗ này, mỗi lần nói là cô cũng rất tội nghiệp đó. Nó cái độ cho uống thuốc vậy. Nó bị nó nói là nếu không uống thuốc vô là chết. Trời ơi, sao bác sĩ kỳ cục vậy bác sĩ? Bác sĩ phải cho uống thuốc chứ. Bác sĩ không cho uống thuốc thì chết sao? Nhưng mà uống vô thì giật lên. Giật là giống như kiểu mà ham chết á. Tại vì cái thuốc lao nó cũng bị kháng luôn, không vô được thuốc nào. Không một thuốc nào uống được hết. Người ta nằm mấy tháng là con biết người ta điều trị dữ lắm á. Mà không vô được người ta phải trả về. Ngày nào nó cũng đổ uống thuốc. Ngày nào cũng đổ uống thuốc hả? Tại nó biết uống thuốc mới sống. Ừ. Như sợ chết. Nó kêu trời ơi cho uống thuốc đi. Tại sao bác sĩ gì kỳ vậy? Bác sĩ không cho uống thuốc. Mà uống vô rồi là chút xíu là muốn chết. Tại vì bác sĩ của mình là bây giờ làm sao? Chỉ có đem về nhà, chừng nào mà nói qua chỉ đưa vô được rồi đem về thôi chứ không thể nào ở đây uống không vô chút gì hết. Cái vụ đi tiểu vệ sinh này không làm chủ vô. Mà lúc trước nó đâu có đen dữ thì con nó đen vậy. Thuốc vô đen xì. Chắc là do mình truyền nước và thuốc hả? Thuốc gan, giống như nó điều trị thuốc phổi ở trong. Thì bây giờ vô khám phát hiện ra là gan nữa. Thì đưa hai cái thuốc nó vô uống giật lắm, chịu không nổi. Tại vì cái người ta có sức khỏe lớn hơn bự con nó còn giật chịu không nổi nữa chi nó. Bởi bác sĩ nói là bình thường thuốc nào cũng không vô, cho uống đi rồi cũng sẽ bị giật. Nó giật co quéo lại là thêm một cái là méo miệng luôn. Giật mà méo miệng ngay đơ người, tim giống như đứng luôn. Mình la làng lên luôn kêu bác sĩ tới. Thì còn biết chút nữa là bắt đầu nó tỉnh lại. Để dần dần nó tỉnh cứ vậy. Giờ bác sĩ mới nói là bây giờ thêm một cái triệu chứng này nữa là do gan. Người ta kêu mình cứ canh đã biết sao, sợ nhiều khi nó hôn mê đi luôn. Gan lên quán với là hôn mê đi luôn. Nên bởi nhiều khi hai ngủ ở trong đâu có dám ngủ. Thức dòm ghét con biết về đây cũng vậy. Bởi một người ở ban ngày, ban đêm có người khác đổi làm sao chứ đâu có dám dòm, không dòm nó. Bởi suốt hoài vậy. Không ai dám bỏ nó đâu nha. Giữ ở đây cũng là mệt ai hay. Cô thì nhận cái phần gì với ông giặt đồ giùm. Đó, ngày nào cũng quất cho một thao đồ để chi, để có người ở đây giữ nó. Chứ nếu cái người ở đây mà giữ nó ra giặt đồ một cái rồi nó có cái gì đây không hay rồi, thấy tội nghiệp không? Dạ. Đó. Mà cô nhiều, có mỗi mình cô thế hay là có anh chị em gì nữa không cô? Có anh chị em nhưng mà đi, mỗi đứa ở gia đình mà một gia đình hết cũng khổ nữa. Rồi cô hay qua đây không cô? Cũng như lễ thăm thôi, cái rồi nó phải đi về chuyện mấy làm của nó là tại vì nó còn đi làm. Rồi gặp nó cũng khổ nhưng mà hồi nó đâu có được. Con cứ tính là ông già bà già mà còn phải đi làm, 70 mấy tuổi mà còn phải đi làm kiếm như vậy. Giờ nó nằm ra mượn nợ quá chừng luôn. Bảo hiểm đâu được bao nhiêu mấy, đâu. Mấy em của nó đi làm thuốc ngoài không? Toàn là cho thuốc ngoài không á, tại vì nó không thuốc. Rồi CT con biết không, nhiều khi cái CT này nọ phải đưa ra ngoài hết. Tiền đó không trong bảo hiểm. Dạ dạ. Bởi phải chạy mượn lo không? Con biết không, chạy mượn á. Rồi có hôm á, đem nó đi vô chổng, đem nó vô bệnh viện cấp cứu á. À lúc mà đem vô cấp cứu rồi. Nó thì thiếp gì à nhẹ cái kiểu mà giống như... Dạ, nó cứ mê vậy. Nó chổng nó làm mệt đó, nó uống thuốc nó giật á. Kiểu giống như sắp chết rồi đó. Bác sĩ kéo tới rần rần luôn vô thuốc. Vô thuốc xong xuôi rồi một hồi người ta vô tùm lum hết thì bắt đầu người ta kêu mình tạm ứng tiếp. Ba đâu có tiền tạm ứng không con? Ba nó mới vô, ba nó mới đổi chỗ này được có 5 ngày thôi. Điện cho cái ông mà giống như là coi hết về bảo vệ á. Điện cho ông nói anh ơi tôi mới làm 5 ngày nhưng anh có thể ứng tiền cho tôi giống như 3-4 triệu vậy đó. Để cho tôi đóng tiền ở trong đó. Chứ nếu không á là người ta trả về làm sao?
ai nhà cũng rất may mắn là cái ông đó, đó rất là tốt luôn. Ông đó ổng vừa nghe xong mà nhà ổng ở Cần Đước, trong khi nó nằm ở bệnh viện này, ổng vừa nghe xong tội dễ sợ luôn. Ổng tưởng ba nó còn làm bên bảo vệ bên bà Quẹo, từ bên Cần Đước chạy qua bà Quẹo để đưa tiền cho ba nó. Anh nhà không có máy điện, ba nó nói tôi đang ở bên đây, rồi anh ở đó đi, chạy từ ở trên bà Quẹo đi vô bệnh viện phòng một thạch luôn. Ba nó ra trước cửa, tại lúc này ở đó khó lắm. Chạy trước cửa, rồi ông nó, ông nói hồi nãy bao nhiêu thì ba nó hồi nãy nói nhiêu thì nhiêu, rồi xong ổng nói thôi anh làm hổm rày được 5 ngày tôi sẽ đưa cho anh 5 ngày lương luôn, để cho đủ cái tiền vậy đó. Tại tôi hiểu hoàn cảnh vợ tôi đó bệnh đó, mượn tiền không ai cho hết á. Ổng ứng, ổng ứng tiền cho mấy triệu xong rồi ổng còn đưa luôn 5 ngày lương luôn. Đó, để ba nó có tiền ứng bệnh viện. Mà bệnh viện con biết cái kiểu mà nó cứ ham chết hoài vậy đó. Cứ mỗi lần người ta vô thuốc vậy á là phải ứng tiền là ứng từng liền nữa. Tại nó xài cái tiền đó rồi. Rồi hả? Ba nó phải đi mượn thêm đồ chứ giờ làm sao? Mượn tiền lời của người ta để ấy cho nó. Chứ không thôi bây giờ không lẽ để nó chết sao? Mệt ha. Mệt lắm. May mắn có nhiều là cũng có anh em bà con làng xóm chạy đi chạy lại để chăm lo, chứ cũng không biết sao. Con giới thiệu về con một tí ha. Con là Thành Nguyên. Con có một cái kênh thiền nguyện đó là Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương. Ngày hôm nay con cũng ở ngoài miền Trung, con vừa mới bay vào lúc sáng đây. Và chiều nay thì con tới đây luôn, bởi vì nghe thông tin là cô nhiều, cô rất là cấp bách á. Nên con tới đây con ghi nhận xem sao. Thì tới thì cũng thấy được rồi. Thì cũng không có nhiều, nhưng con cũng sẽ ủng hộ cho cô một ít trước mắt. Rồi sau ngày hôm nay con sẽ đăng cái clip này lên và sẽ kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước biết tới cái hoàn cảnh của cô nhiều đó, rồi ủng hộ thêm cho cô. Thì được đồng nào hay đồng đó, thì sau đó nếu như được cái sự ủng hộ của các cô chú thì con sẽ đưa tới đây và con sẽ trao nó lại cho cô. Cảm ơn con. Đây thì con gửi cô 1 triệu nha. Cô thay mặt gia đình để chăm lo cho cô nhiều ha. Vì con cũng không biết sao, trước mắt là vậy cái đã. Đây 1 triệu này là của chị Phẩm Minh Thi ở bên Mỹ. Chị gửi cho con thì con tích trong cái quỹ đó ra, gửi đỡ đần phần nào đó cho cô nhiều trước mắt đi. Rồi sau ngày hôm nay thì được cái tình thương mến thương của các cô chú phần nào đó thì con đưa tới. Cô ha. Cảm ơn con. Chứ thấy bây giờ đây, quý vị thấy đây tình hình của cô nhiều thì nói chung là nhìn cái ánh mắt rất là mệt mỏi. Bệnh tật thì quý vị cũng đã nghe Thành Nguyên và hai cô đây trò chuyện rồi. Cô cho con xin tên của cô là tên gì cô? Cô tên là Nguyễn Thị Mỹ Vui. Dạ. Nguyễn Thị Mỹ Vui. Mỹ gì ạ? Mỹ Vui. Vui à? Vui á con, vui, vui vẻ. Vui. Nguyễn Thị Mỹ Vui. Dạ. Còn cô tên gì cô? Cô tên là Nguyễn Thị Kim Cao. Kim Cao ha. Dạ. Và cô là hàng xóm hay là anh em luôn? Thì cũng như là gì nó, nhưng à, mà gì? Nhưng mà mình cũng khó khăn, phải chi mình có tiền mình cũng giúp đỡ nó. Dạ. Không biết không? Bây giờ cũng mình là bà con. Mình giúp bà bằng con. Cái công nó đi. Dạ. Đó, mình phụ bằng cái công đi. Chứ bây giờ làm sao giờ? Thấy hoàn cảnh nó tội nghiệp quá. Dạ. Đây là cái phòng này là mình thuê hay là sao cô? Của cậu. Hồi nãy cô nói rồi đó, cậu nó ở đây rất lâu. Ai nhà ổng cũng bị giống như ổng bị ung thư, ổng mất. Dạ. Nhưng mà có phải thuê không? Không. À không thuê. Ổng ở bên nhà vợ. Dạ. Bây giờ nó là dạng ở tạm thôi. Rồi xong rồi bây giờ ổng mất. Rồi thành ra mới nói với trong nhà xin cái phòng này cho nó. Chứ hồi đó con biết nó ở đâu, nó ở bên Đình á. Ở đây có cái đình á. Dạ dạ. Nó ở bờ. Có cái đình bên này. Như đây chứ tối 3 người nữa đó con. Có thêm 3 người ở trong này nữa. Ba về ngồi ở chung vậy nè. Phòng vậy nè. Có 2 ông bà nữa. Dạ. Hôm trước nhiêu đó. Dạ. Bây giờ thôi thì trước mắt là vậy đã cô ha. Dạ. Con tới con thăm để giúp đỡ cho cô nhiều một phần trước mắt vậy đó. Vậy có gì
ít hôm nữa mà có cái gì đó của các cô chú gửi thì con sẽ ghé qua đây. Dạ, dạ cảm ơn con nhiều. Bởi vì con thấy cái tình hình của cô cấp bách quá cho nên con phải tới đây trước. Mà cái hoàn cảnh này là con phải tới liền. Bởi vì thấy chụp hình và gửi cái video qua cho con. Yếu lắm, bữa đó là nó bị co giật nữa đó. Nó co giật giờ nào mình cũng không biết nữa. Thôi cô nghỉ ngơi nha. Rồi có gì các cô chú có gửi gắm cái gì thì con sẽ tới sau nha. Cảm ơn con. Cô có một cái điều gì muốn nói với các cô chú các mạnh thường quân không? Không, không có nói gì, cô mệt tóc không. À, cô mệt quá, rồi rồi rồi, vậy thôi cô nghỉ đi. Thôi cô nghỉ đi, con về nhá. Rồi có gì đó rồi con tới con thăm cô sau. Thôi vậy cô ha. Rồi con chào cô. Rồi có gì con tới sau. Dạ dạ. Cảm ơn con.